Kính chào quý vị các bạn, cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria đã khiến gần 3 triệu người dân nước này, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ngoài ra, hàng triệu người khác còn mắc kẹt bên trong lãnh thổ Syria cũng đang cần được viện trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, bạo lực liên tiếp xảy ra cùng với nạn quan liêu khiến hoạt động phân phát đồ cứu trợ diễn ra hết sức chậm chạp và nhỏ giọt. Trước tình hình đó, hôm qua ngày 2 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên tạm ngừng bắn, đồng thời kêu gọi chính phủ Syria tạo thuận lợi để các tổ chức cứu trợ nhân đạo triển khai hoạt động tại nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên đã nhất trí với tuyên bố không mang tính ràng buộc nhằm tăng cường phân phát đồ viện trợ cho người dân Syria. Theo đó, các bên liên quan cần tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động viện trợ nhân đạo diễn ra thuận lợi. Tuyên bố này kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần có biện pháp để tạo điều kiện cho việc mở rộng các hoạt động cứu trợ, xóa bỏ các rào cản quan liêu cũng như các trở ngại khác. Điều này bao gồm các nội dung cụ thể như kịp thời cập nhật những người có nhu cầu cần viện trợ, mức độ an toàn khi tiếp cận họ, cũng như đề xuất cách thức viện trợ hiệu quả nhất. Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức ngừng mọi hoạt động giao tranh để đảm bảo một môi trường an toàn, giúp hoạt động cứu trợ được triển khai một cách dễ dàng. Trung bình, cứ 15 giây lại có một người tị nạn mới, cứ 5 trường học lại có một trường bị hư hại và không thể hoạt động do chiến tranh. Nỗi thống khổ của người dân Syria càng lớn hơn do các rào cản đặt ra đối với các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ. Do đó, việc đạt được một sự đồng thuận về hoạt động nhân đạo tại Syria là một điều rất đáng hoan nghênh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết ông đang lên kế hoạch triệu tập một hội nghị về viện trợ cho Syria vào tháng 1 năm 2014. Trong khi đó, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jafari tuyên bố chính quyền Damascus sẽ cố gắng hết sức để giúp việc vận chuyển đồ cứu trợ vào quốc gia Trung Đông này. Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định trong kế hoạch viện trợ nhân đạo tại Syria. Chính phủ Syria là một phần của nỗ lực tập thể nhằm hỗ trợ những người dân Syria đang gặp khó khăn, cho dù họ đang ở bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, một số ý kiến nhận định, Nga, quốc gia lâu nay vẫn hậu thuẫn cho Syria, có thể sẽ có những phản ứng thận trọng trước tuyên bố cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, bởi rất có thể hoạt động cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria qua đường biên giới sẽ núp bóng hành động viện trợ nhân đạo để triển khai. Có thể nói Syria đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo chưa từng có khi có đến 6,8 triệu người cần được cứu trợ. Khoảng 3 triệu người đang sống trong nghèo đói, bị mắc kẹt giữa hai làn đạn hoặc phải bỏ nhà đi lánh nạn. Dù đang sống ngay trên đất nước mình hay tị nạn trên đất khách, thì cuộc sống của những dân thường Syria đều có một điểm chung, đó là thiếu thốn và bất ổn. Đây là một khu chợ ở Aleppo, thành phố vốn đông đúc và phồn thịnh bậc nhất tại Syria khi nội chiến chưa nổ ra. Nhưng giờ đây, thứ mà người ta thường xuyên được nghe và nhìn thấy nhất lại là tiếng súng đạn, rocket và bom mìn. Dẫu biết tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, song người dân nơi đây vẫn phải ra chợ mua những nhu yếu phẩm thiết yếu để duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, số người ra đường trong thời điểm này đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Những vụ nổ rung trời, những vụ anh tạc ác liệt cũng đã đẩy không ít người dân thành phố Aleppo buộc phải rời đi nơi khác. Một phần vì họ không còn nhà để về, nhưng một phần cũng bởi họ muốn tìm đến những nơi an toàn hơn cho tính mạng của mình. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang sống trên quê hương của mình, vậy mà chúng tôi chẳng còn gì cả, thậm chí là không có cả nhà để về. Cũng như bao gia đình khác đang sinh sống tại trại tị nạn Jatari, tại biên giới của Jordan, gia đình chị Nua phải chật vật từng ngày để có cái ăn qua bữa. Hoàn cảnh nhà chị càng khó khăn hơn khi người phụ nữ này đang mang thai tháng thứ 8. Mục đích của gia đình chị Nua khi quyết định rời bỏ quê hương là hy vọng tìm thấy một trung tâm chăm sóc y tế đảm bảo cho em bé sắp chào đời. Chúng tôi phải chạy trốn khỏi các cuộc không kích và cả đói nghèo. Không có bất cứ sự viện trợ nào cả. Tôi sợ nếu cứ ở lại Syria, đến lúc tôi sinh con, chắc sẽ không còn bệnh viện nào hoạt động. Cuộc sống của người tị nạn đầy rẫy những khó khăn cũng đã đẩy rất nhiều trẻ em vào cảnh không nhà cửa. Theo con số thống kê của Cao ủy Liên Hợp Quốc, có đến hơn một nửa trong số 2 triệu người tị nạn Syria là trẻ em. Điều đáng nói là để sinh tồn, các em đã phải lao động nặng nhọc, không khác gì những người trưởng thành. Cậu bé Haitham là một trẻ tị nạn Syria đang sống tại thủ đô của Liban. Cuộc sống hàng ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng, song thay vì được đến trường, nơi Haitham đến là một siêu thị, khu vực đông người mua sắm và cậu bé có thể kiếm được chút đỉnh từ việc mang đồ giúp khách hàng. Mỗi ngày, cậu bé 15 tuổi này phải làm việc 10 tiếng và không có lương cố định. Làm việc ở đây thật khủng khiếp.
Cháu thường xuyên bị xúc phạm, quản lý và thậm chí cả những người lao động khác cũng đánh cháu. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác, cháu phải chấp nhận và tiếp tục làm việc. Haitham chỉ là một trong vô số trẻ tị nạn Syria trốn chạy sang Liban tìm cơ hội sống sót. Không có con số chính xác về những cô bé, cậu bé như Haitham. Nhưng có một sự thật là rất nhiều em đã bị tổn thương nghiêm trọng trước tất cả những gì các em đang phải trải qua. Những gì mà chúng ta vừa chứng kiến tuy là một bức tranh đầy u ám nhưng lại phản ánh một cách chân thực cuộc sống của phần lớn người dân Syria hiện nay. Họ đang rất cần được giúp đỡ. Bất cứ sự trợ giúp nào, bất cứ hoạt động cứu trợ nào vào lúc này, dù nhỏ nhưng đối với những người như chị Nua hay cậu bé Haitham cũng đều vô cùng quý giá. Thế nhưng các hoạt động cứu trợ nhân đạo dường như đang dậm chân tại chỗ. Tại Syria, cuộc nội chiến đã khiến mọi mặt hàng trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Theo hãng tin Reuters, giá sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh đã tăng hơn 2.000%. Hệ quả của sự gia tăng đến mức không tưởng này là hầu hết các gia đình đều không thể có đủ tiền để mua sữa cho con. Cháu bé nhất nhà tôi đã 1 tuổi mà vẫn chưa mọc răng vì cháu thiếu canxi nặng. Vợ chồng tôi không đủ tiền mua sữa nên chỉ có thể nấu súp loãng hay những thứ mềm để cháu ăn tạm. Trong khi đó, hoạt động cứu trợ rất khó tiếp cận được với quốc gia Trung Đông này. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, cho đến nay, mới chỉ có 12 tổ chức cứu trợ quốc tế được chính phủ Syria cho phép hoạt động, và phần lớn trong số này đều chuyển hàng hóa vào Syria thông qua đường biên giới với Liban. Nếu những yêu cầu trong bản tuyên bố của Liên Hợp Quốc về viện trợ nhân đạo cho Syria được thực hiện đầy đủ, thì các tổ chức cứu trợ nhân đạo có thể giúp đỡ khoảng 2 triệu người tại quốc gia Trung Đông này thoát khỏi tình cảnh thiếu thốn trong nhiều tháng. Nếu các bên trong cuộc xung đột thực hiện lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và đáp ứng các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế về nhân đạo và nhân quyền, thì sự mất mát về người sẽ giảm đi rất nhiều. Hoạt động cứu trợ nhân đạo cũng nhờ đó mà diễn ra nhiều hơn, thuận lợi hơn. Chúng tôi hy vọng tất cả các thành viên lưu ý về cam kết rõ ràng này và có hành động hào phóng hơn. Có thể nói, việc Liên Hợp Quốc nhất trí tuyên bố viện trợ nhân đạo cho Syria là một tín hiệu rất đáng mừng. Nó cho thấy cộng đồng quốc tế đã có hành động thiết thực hơn, quan tâm sâu sắc đến đời sống của người dân Syria hiện nay. Tuy nhiên, để đem lại một cuộc sống theo đúng nghĩa, các bên liên quan cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu cao nhất là chấm dứt hoàn toàn cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Thưa quý vị các bạn, trong suốt một năm qua, các chính sách đối xử với người vô gia cư đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt trong nội bộ chính phủ Hungary, đặc biệt là khi Thủ tướng Viktor Orbán cho rằng vô gia cư tuy không được đánh đồng với tội phạm, song vẫn là một vấn nạn của xã hội. Mới đây, Quốc hội nước này lại vừa thông qua một đạo luật mới cấm người vô gia cư ngủ ngoài đường. Theo luật này, những người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là bị bỏ tù. Hình ảnh những người vô gia cư cuộn tròn ngủ trong các hộp cát tông hay những mảnh ni lông rách nát ngoài trời, lâu nay đã không còn mới lạ ở Hungary. Song, đây lại là hình ảnh mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không muốn thế giới biết tới. Theo các nhà lập pháp Hungary, luật mới được ban hành nhằm đảm bảo các giá trị về mặt văn hóa, y tế và trật tự công cộng. Do đó, luật này trao quyền cho hội đồng thành phố trên cả nước được phép cấm người vô gia cư ngủ ngoài đường phố. Những người vi phạm sẽ bị phạt hành chính 650 đô la Mỹ hoặc thậm chí ngồi tù 60 ngày. Chúng tôi đã tạo ra 700 nhà trú ẩn ở Budapest nhằm đưa những người vô gia cư về sống chung dưới cùng một mái nhà. Chúng tôi mong rằng sẽ không còn người vô gia cư phải chết cóng trên đường phố. Tuy nhiên, luật mới đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía các nhà hoạt động xã hội và nhân quyền, cũng như chính bản thân người vô gia cư. Họ cáo buộc chính phủ Hungary ban hành đạo luật này chỉ nhằm giữ thể diện và hình ảnh quốc gia trước du khách quốc tế mà không hề quan tâm đến những số phận kém may mắn tại quốc gia này. Họ chỉ muốn lái sự chú ý của xã hội từ trộm cướp và tham nhũng sang chúng tôi mà thôi. Chúng tôi thà chết cóng ở bên ngoài hoặc trốn trong rừng sâu, còn hơn là đến mấy cái trại của họ, những chỗ đấy không an toàn. Những người sống vất vưởng trên đường phố cần được giúp đỡ, chứ không nên bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Các bạn hiểu rõ rằng luật mới sẽ không giúp giải quyết vấn đề về người vô gia cư. Trong khi đó, ngay cả Liên Hợp Quốc cũng tỏ ra quan ngại, vì theo tổ chức này, việc người vô gia cư dựng lều ngủ không đồng nghĩa với hành vi phạm tội buộc phải bắt giữ.
Theo thống kê, hiện có khoảng 7.500 người vô gia cư trên khắp Hungary, trong đó có khoảng 1.500 người đang sinh sống trên các con phố tại thủ đô Budapest, ngay cả trong thời điểm nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ C. Và mỗi năm, có hàng chục người bị chết cóng do nằm ngủ trên các con phố. Trái với hình ảnh hào nhoáng và cuộc sống công nghiệp gấp gáp, châu Âu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, thậm chí là cả tình trạng đói nghèo đang gia tăng. Hungary cũng không nằm ngoài quy luật khắc nghiệt ấy. Để thoát khỏi tình trạng suy thoái kinh tế, nhiều nước châu Âu đã buộc phải đề ra các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Song theo cảnh báo vừa được đưa ra bởi tổ chức phi chính phủ Oxfam, tới năm 2015 sẽ có thêm 25 triệu người châu Âu rơi vào cảnh đói nghèo nếu các biện pháp thắt lưng buộc bụng không được dỡ bỏ. Hậu quả trực tiếp và tồi tệ nhất của sự suy giảm kinh tế trong EU chính là mức độ gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao. Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, trong tháng 4 năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp trong số những người dân có khả năng hoạt động kinh tế ở các nước thuộc khu vực Eurozone đạt mức kỷ lục là 12%, tức khoảng 19 triệu người. Trong tất cả 27 nước EU, tỷ lệ thất nghiệp đạt 10,9%, tương đương 26,3 triệu người, tăng 4,1% so với thời kỳ trước khủng hoảng. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực Eurozone tăng nhanh hơn so với các nước còn lại của Liên minh châu Âu. Khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp cùng như chính sách thắt lưng buộc bụng cũng được cho là đã dẫn đến hiện tượng nghèo đói đáng báo động trong EU. Cũng theo số liệu của Eurostat, trong năm 2011 có tới 120 triệu người dân, nghĩa là 24,2% dân số các nước EU đứng trước nguy cơ rơi vào tình cảnh nghèo đói và không còn được bảo hiểm xã hội. Việc cắt giảm ồ ạt ngân sách dành cho an sinh xã hội, y tế và giáo dục, cắt giảm các quyền của người lao động và các quy định thuế không công bằng bị cho là không những không giúp hồi phục các nền tài chính công tại châu Âu mà còn đẩy hàng triệu người dân Liên minh châu Âu đến trước ngưỡng cửa của nghèo đói. Năm 2011, tại Liên minh châu Âu, có 120 triệu người sống trong cảnh nghèo đói, và nếu các biện pháp kinh tế khắc khổ không được dỡ bỏ, thì con số này có thể tăng thêm 15 đến 25 triệu người, nâng tổng số người nghèo lên 146 triệu người, chiếm tới 1/4 dân số Liên minh châu Âu. Riêng tại đất nước Litva, hiện có khoảng 670.000 người dân sống ở mức nghèo khổ, với 22% sống ở mức nghèo tuyệt đối. Trong đó, có hơn một nửa gia đình sống ở các thị trấn và thành phố nhỏ, thậm chí không có đủ tiền để chi cho bữa ăn hàng ngày và mua sắm quần áo mới. Tại Anh, số người sống ở mức nghèo khổ đã vượt quá con số 13 triệu. Số người dân cần được cung cấp bữa ăn miễn phí cũng tăng gấp đôi trong những năm gần đây. Nhiều phụ nữ ở Anh buộc phải ăn bữa cách ngày, nghĩa là ăn một ngày, nhịn một ngày, vì toàn bộ số lượng thực phẩm chỉ đủ để cung cấp bữa ăn cho các con trong gia đình. Tình trạng đói nghèo còn thể hiện rõ nhất qua sự hiện diện của ngày càng đông người vô gia cư trên đường phố châu Âu. Hiện tại ở các nước thuộc EU đã có thêm 80 triệu người không có nhà ở, trong tổng số dân là 501,1 triệu người, nghĩa là khoảng 16% người dân EU không có nhà ở. Kể từ khi khủng hoảng tài chính kinh tế bùng phát năm 2008, tình trạng những người vô gia cư càng trở nên tồi tệ. Trên các đường phố ở Pháp, Tây Ban Nha, Hungary và Hà Lan, hiện có tới hàng ngàn người không có nhà ở, đang phải sống lang thang trên các góc phố, dưới các gầm cầu, bến xe, nhà ga, tàu hỏa, trong cảnh đói rách và phải đối mặt với nạn cướp bóc hoành hành. Những người rơi vào cảnh vô gia cư bởi nhiều yếu tố, bao gồm mất việc làm, mắc bệnh tâm thần, nghiện ngập, bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục và nghèo đói cùng cực. Và một trong những yếu tố tác động không kém phần quan trọng đó là giá thuê nhà. Trong khi việc sử dụng nhà ở hàng năm dường như không thay đổi trong những năm gần đây, thì giá nhà cho thuê liên tục tăng đã tạo một áp lực lớn cho những người thuê nhà. Không thể phủ nhận rằng Liên minh châu Âu đã đạt được nhiều thành tựu trong cuộc chiến chống đói nghèo. Trong thập kỷ vừa qua, nguồn vốn của Liên minh châu Âu EU đã giúp 14 triệu trẻ em được đến trường, hơn 46 triệu người được trợ giúp lương thực, hơn 7,5 triệu ca sinh nở có sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Đạo luật mới của Hungary nhằm giải quyết vấn đề người vô gia cư có thể chưa phải là một giải pháp toàn vẹn, cần nhiều hơn nữa sự nỗ lực từ chính phủ các nước nhằm vượt qua những khó khăn về kinh tế để giảm bớt số lượng người vô gia cư đang không ngừng tăng lên, cũng như là giảm bớt các thách thức cho xã hội. Truyền thông miền Tây hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 18:30 ngày mai trên kênh VTC14.